thần ma đại chu, lập quốc đã có hơn 3.000 năm, võ giả, luyện khí sĩ nhiều như mây, thiên tài, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Những năm cuối xuân thu, ba nước ngô tấn sở vì bá nghiệp trung nguyên công phạt lẫn nhau, giữa các nước lớn nhỏ chiến sự không ngớt. Một năm này, lão đam tĩnh tọa trước mộ bạn thân vương tử triều, suy tư căn nguyên của đạo và vạn vật. Một năm này, khổng khâu ở sở quốc phụ hàm cáo biệt dịp công, bước lên con đường đi về quốc một năm này tôn vũ quy ẩn ở khung lung sơn xây nhà dưới mau bồng ổ dạy con viết thư một năm này tân văn tử chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn bốn thời hợp ứng với bách sự chi biến vì việc mưu ngô mà ở trong dãy núi hội kê việt quốc xa xôi triệu thanh xuyên qua mà đến cùng một con bạch viên linh dị trong rừng núi kết bạn làm bạn bắt đầu hành trình kiếm tu mộng nhập chư thiên dung hợp vạn pháp của nàng liên thành quyết thế giới mới học nội công quốc ác dương thiện thay trời hành đạo. Lục tiểu phượng thế giới, thử kiếm thiên hạ, chứng kiến con đường cầu đạo của từng vị cao thủ. Thiên long thế giới, hiểu rõ sinh tử, trọng luyện âm dương chân khí, đặt nền móng cho võ đạo kiếm đạo của bản thân. Thế giới đại đường, dọn sạch trong biển, chỉnh đốn các phái Phật ma, chỉ rõ con đường phía trước cho người tu hành thế gian. Quyển sách còn có tên là Chư Thiên Kiếm Đạo Chi Lộ Ta Tại Tiên tầng Đương Kiếm Tiên. Không có chính phú, tạm định thế giới. Liên Thành Quyết, Lục Tiểu Phượng, Thiên Long Bát Bộ, Đại Đường song Long, Võ Đạo Tông Sư, Kiếm Vương Triều, Tru Tiên, Nhất Thế Chi Tôn, Tây Du, Dương Thần, Thần Mộ, Già Thiên, Diệt Vận Đồ Lục. Liên Thành Quyết chương 8 chương 58, Lục Tiểu Phụng chương 79 chương 189, Thiên Long Bát Bộ chương 208, Tiểu Thuyết Máu Chốt. Chư Thiên Bắt đầu việc nữ A Thanh không đạn cửa sổ, Chư Thiên Bắt đầu việc nữ A Thanh TXT toàn tập đao loa, chư thiên. Bắt đầu việc nữ A Thanh chương mới nhất đọc. Chương 1 Bạch viên thụ võ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Bạch viên thụ võ Chu Triều, Việt Quốc, dãy núi hội kê. Ngọn núi này là một trong những ngọn núi nổi tiếng của khu vực Đông Nam Hoa Hạ, được khen là đứng đầu Cửu Sơn, trong cảnh nội rải rác phân bố hơn 10 tòa thành lớn của Việt Quốc chôn dấu di tích tiên cổ như lăng tẩm đại vũ, lịch sử nhân văn tương đối lâu đời. Phía bắc dãy núi, ánh mặt trời giữa trưa đầu hè rải rác trên rừng cây xanh ung. Một bãi cỏ trong sơn cốc, hơn 10 con dê núi thích ý kiếm ăn, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu mị. Cách đó không xa, một đoàn bóng xanh, một đoàn bóng trắng đang nhanh chóng triền đấu cùng một chỗ, từng trận kình phong khuếch tán ra, ở trên bãi cỏ áp ra một vòng lớn dấu vết rõ ràng cũng chính là không đến trăm tức công phu, hai người tốc độ dần dần chậm lại, không còn là khó có thể thấy rõ mơ hồ thân ảnh. Chỉ thấy một bên trong đó là một thiếu nữ quần áo màu xanh nhạt 14-15 tuổi, cầm một cây trúc bổng, da thịt trắng nõn, dáng người tinh tế, hai mắt trong suốt có thần. Mà bên kia dĩ nhiên là một con bạch viên hình thể sắp xỉ thiếu nữ, đồng dạng cầm cây trúc bổng. Tốc độ thân pháp bổng song phương tuy rằng giảm bớt, nhưng uy thế cũng không giảm mà còn tăng. Thiếu nữ trúc bổng vung lên, phản phất có lực hút vô hình, kéo theo khí lưu càng lúc càng lớn, chiêu thức so với lúc trước trì trệ, kinh lực mang theo trên gậy cũng tăng lên mấy lần. Gậy trúc tại đánh gọt bổ đâm đồng thời, còn tại lấy đặc thù tần suất chấn động, bốn phía mơ hồ có thể thấy được có từng cái nhỏ bé nhưng sắc bén khí lưu vần quanh, phát ra suy suy tiếng vang. Tự như trong tay cũng không phải một cây trúc bổng nhẹ nhàng không tới mười lượng mà là một thanh đại kiếm khai phong hai ba mươi cân, hướng Bạch Viên không ngừng phun ra lực lượng. Trúc bổng của Bạch Viên thì ngược lại, cũng không có vẻ nặng nề, mỗi một lần chỉ là nhẹ nhàng đưa ra, khi xong bổng chưa giao đột nhiên tăng tốc, trùng trùng điệp điệp đánh vào chỗ yếu kém trong chiêu thức thiếu nữ, lay động trúc bổng của đối phương, linh động cùng uy lực đều có, có thể nói nước chảy mây trôi, phiêu giật vô luân. Cùng thiếu nữ đem trúc bổng sử dụng ra cử nhẹ nhược trọng hiệu quả so sánh với, bực này thủ pháp tiêu hao nhỏ hơn không ít, có thể thấy được còn muốn cao minh hơn vài phần. Lại qua hơn 10 hơi thở, thiếu nữ áo xanh dơ gậy trúc lên, chân trái điểm một chút, thân thể như tên rời cung nhảy ra phía sau, chủ động dừng trận đánh này. Bạch viên đứng tại chỗ một hồi, bỗng nhiên một tiếng thét dài, tiện tay ném gậy trúc xuống, nhảy lên ngọn cây, trong nháy mắt đã ở ngoài mấy chục trường. Ai, chỉ chống đỡ được ba chiêu so với hôm qua, không biết lúc nào mới có thể thắng viên công, thậm chí trở thành việc quốc đệ nhất cao thủ đây. Thiếu nữ nhìn chăm chú bạch viên dần dần đi xa, vuốt ve một vết gậy mới tinh trên vai phải quần áo, đem gậy trút mặt vào thắt lưng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Thiếu nữ tên là Triệu Thanh, xuyên qua đến đời này đã nhanh 15 năm. Bắt đầu từ thời thơ ấu, nàng đã cùng mẫu thân nhuế, rùi, khê đời này nương tựa lẫn nhau, không còn thân nhân nào khác. Mỗi ngày lúc giấc mộng sắp tỉnh, Triệu Thanh luôn có thể mơ hồ nhìn thấy cùng một kiểu chữ cổ sư phức tạp xa lạ, cũng không biết là nguyên nhân nàng xuyên qua mà đến, hay là ngón tay vàng trong truyền thuyết. Năm 9 tuổi, mẹ Triệu không biết vì sao ra ngoài bị nội thương, chỉ có thể ốm đau trên giường, vô lực lao động. Từ đó Triệu Thanh gánh vác trọng trách nuôi sống gia đình, cũng chính là chăn dê, bán dê, làm việc nhà, nấu cơm. Tuy nói kiếp trước Triệu Thanh là bị bệnh mà chết, đối với sức khỏe, sinh mệnh tương đối khác cầu, nhưng đối mặt với cuộc sống khô khan đơn điệu như vậy, tự hồ không có tương lai đáng nói, vẫn là không dậy nổi sức. Nơi này là địa vực Việt quốc Triều Chu, Đại Chu Lập Quốc đã gần 3.000 năm, từ sau khi Chu Bình Vương dời về phía Đông Lạc ấp, Chu Vương Thất đã suy yếu, Tề Hoàng Công, Tấn Văn Công, Sở Trang Vương các chư hầu liên tiếp xưng bá. Có thể suy đoán, thời đại hiện nay đã tiếp cận những năm cuối Xuân Thu Đông Chu. Nhưng khác với kiếp trước, diện tích các nước chư hầu trên thế giới này lớn đến thái quá giống như một nhà triệu thanh ở dãy núi hội kê nam bắc dài đến gần hai vạn dặm đã vượt qua dãy núi endes kiếp trước mặt khác đời này chu triều niên đại là kiếp trước trong lịch sử gấp năm lần cao tầng nhân vật tuổi thọ cũng tương ứng có chỗ kéo dài làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến siêu phàm lực lượng tồn tại mà căn cứ vào tin tức triệu thanh nghe được Việc Vương Câu Tiễn Đương Đại mấy năm trước đã kết thúc cuộc sống khuất nhục ở Ngô Quốc, sau khi về nước đã xây dựng quốc đô Hội Kê Thành mới ở phía bắc núi Hội Kê, còn có tên là Sơn Âm Thành. Căn cứ vào lịch sử kiếp trước, nàng rõ ràng Câu Tiễn cùng Văn Chủng, Phạm Lãi và các đại thần đã định ra mưu đồ, đang nằm gai nếm mật, ý muốn báo thù. Nhưng điều này có liên quan gì đến một nữ tử bình thường trong dãy núi Hội Kê? Việt Nam lấy trong ngoài thủ đô 7.000 dặm làm người trong nước, hàng chục triệu người, về phần thứ dân, nô lệ dưới quốc dân, lại càng nhiều đến khó có thể đo lường. Người bình thường muốn trở nên nổi bật đó là thiên nan vạn nan. Đây cũng không phải là thời kỳ đường tống và sau này, bình dân có khoa cử các loại con đường tăng lên. Từ chu thiên tử trở xuống, chư hầu, quý tộc, người trong nước, giả nhân, nô lệ, đẳng cấp giai cấp rõ ràng. Đây là một thời đại vương hầu tướng quân đều có dũng khí, huống chi triệu thanh còn là một nữ tử cũng không phải là nam tử. Nữ tử Xuân Thu có thể có được quyền lực, cũng chỉ có phu nhân của một số nước chư hầu, nhưng chuyện này cùng Triệu Thanh không hề liên quan. Thứ nhất bản thân Triệu Thanh cũng không thích tình yêu gì, hơn nữa không phù hợp với tam quan của cổ nhân. Thứ hai xuất thân địa vị của nàng quá thấp, dung mạo cũng cách trình độ khuynh thành khuynh quốc kém xa, không đạt được điều kiện. Trước mắt, Khanh, Đại Phu, sĩ của các quốc gia, hoàn toàn do quý tộc đảm nhiệm, cho dù có xuất thân từ người trong nước sau khi hiểu rõ có thể phát hiện những người này nguyên lai là hậu nhân của quý tộc sa sút trên thực tế trong bối cảnh quý tộc lũng đoạn giáo dục người dân bình thường có họ có thể biết chữ cũng chỉ là số ít đây là kết quả của lễ nhạc xuân thu bắt đầu sụp đổ tổ tông triệu thanh là họ triệu dương thị họ đến từ tấn quốc triệu địa thì thì bắt nguồn từ tấn quốc đại phu dương sử phụ bọn họ nhiều lần di chuyển tới việt quốc phía nam cũng coi như là gia tộc có một chút văn hóa như vậy nhưng trước khi triệu thanh ra đời cha triệu cùng những nam tự khác trong gia tộc lúc ấy đều bởi vì chiến loạn mà qua đời mà mẹ triệu chỉ nhận ra một ít văn tự thường dùng mấu chốt hơn chính là nàng nhận thức chỉ là văn tự của tấn quốc mà không phải văn tự việt quốc cùng không có cũng không kém bao nhiêu cái này cũng rất xấu hổ bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của thư đồng văn đời sau tần thủy hoàng bởi vậy Triệu Thanh đến nay vẫn là một người nửa mù chữ, sở dĩ là một nửa, là bởi vì văn tự các quốc gia dù sao cũng là văn tự tượng hình, sống ở chỗ này lâu, có một ít nàng vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra. Cho đến năm 13 tuổi, cô vẫn chăn dê như thường lệ trên núi, sau đó gặp một con vượng trắng lớn muốn cưỡi dê. Triệu Thanh cầm gậy trúc đuổi nó đi, nó lập tức bẻ cây gậy trúc đánh với nàng. Tốc độ và bổng pháp của Bạch Viên đều tương đối kinh người, Khiến Triệu Thanh không có chút sức đánh trả nào, chỉ có thể tùy ý gậy trúc đánh vào người. Nhưng kỳ quái chính là, bộ vị bị cuộc tới trên thân thể nàng mặc dù đau đớn, nhưng không hiểu sao cảm giác được có một dòng nước ấm ở trong cơ thể bắt đầu khởi động, dần dần khuếch tán đến toàn thân. Ngày hôm sau, Triệu Thanh phát hiện một sự thật kinh người, khí lực của mình đột nhiên trở nên lớn hơn. Nàng rất nhanh liên tưởng đến hành động của Bạch Viên, cũng nhận được nghiệm chứng đầy đủ sau khi đánh nhau với bạch viên khí lực của mình mới có thể tăng lên ngày thường thì cũng không tăng lên hiển nhiên con bạch viên này chính là cơ duyên của mình có thể chỉ đạo tăng lên vũ lực của mình lại liên tưởng đến cách mẹ gọi mình là a thanh đáp án hiện ra rất rõ ràng cho nên mình là a thanh trong việc nữ kiếm triệu sử nữ trong kiếm hiệp truyện nhân vật truyền thụ kiếm thuật trợ giúp việc diệt ngô được ghi lại trong ngô việt xuân thu triệu thanh kiếp trước là người yêu thích tiểu thuyết võ hiệp đối với việc nữ kiếm của kim dung tương đối quen thuộc ngoại trừ thế giới lớn nhỏ không giống nhau ra tuổi tác chăn dê bạch viên các loại hoàn toàn xứng đáng cho nên mình là mở thiên phú treo điều này biểu thị ta có tư chất có thể trở thành cao thủ đứng đầu khu vực ngô việt tiền đồ rộng lớn trong lòng của nàng đột nhiên toát ra một loại sử thi giống như cảm giác chính mình xuyên qua sau cũng không chỉ là chứng kiến lịch sử khách qua đường còn đem là sáng tạo lịch sử nhân vật trọng yếu. Thực ra là phóng đại thời gian 5 lần, dài rộng mỗi bên phóng đại 100 lần. Ngoài ra, bài này tuy tham khảo lịch sử, nhưng sẽ không quá nghiêm cẩn, chớ nghiên cứu kỹ. Tư liệu lịch sử tiên tần tương đối thiếu thốn, cho nên có một lượng lớn hay thiết lập, mặt khác đối với ghi chép lịch sử trong tác phẩm tiên tần hậu, chỉ thu thập phần tin cậy. Hết chương này. Chương 2 Thu hoạch bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 thu hoạch 2 năm trôi qua, Triệu Thanh thu hoạch được rất nhiều lợi ích trong việc đối luyện với Bạch Viên, không chỉ có khí lực tăng lên mấy lần, còn luyện được một thân chiêu thức trúc bổng tinh kỳ xảo diệu cùng vận kình cùng thân pháp xứng đôi. Nương theo ngày qua ngày đánh nhau cùng tự mình luyện tập, nàng sâu sắc cảm nhận được tư chất tập kiếm có thể nói là thái quá của mình. Người hiện đại xem qua tiếu ngạo đều biết đạo lý, vô chiêu thắng hữu chiêu, nhưng đừng nói đi chân chính lĩnh ngộ ra cho dù thật sự đem bí tịch độc cô cửu kiếm đặt ở trước mắt mặt cho học tập cuối cùng cũng là mắt nhìn nhưng đầu óc không hiểu hoặc là đầu óc hiểu nhưng tay không hiểu nhưng mà chính mình dĩ nhiên chỉ dựa vào như vậy một cái khái niệm chỉ dùng nửa năm thời gian liền bước đầu đạt thành vô chiêu cảnh giới thiên phú đâu chỉ là kiếp trước gấp trăm ngàn lần lúc ban đầu nàng từng hoài nghi chính mình xuyên qua mà đến linh hồn có thể hay không kéo thấp a thanh thiên phú nhưng hiện tại xem ra hẳn là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Quả nhiên, thiên tài chính là tồn tại vô lý như vậy. Cũng may thiên tài chính là chính nàng. Bất quá đáng tiếc, thiên phú của nàng chỉ ở trên võ học, ngoại trừ trí nhớ cũng được cho là không tệ bên ngoài, ở phương diện khác, như là văn học, thuật số, thì cũng không có chỗ hơn người. Nhưng điều này cũng đủ để cho Triệu Thanh Thai ngén ra tinh thần phấn chấn bồng bột, bồ, sinh ra tự tin phá tan gian nan hiểm trở trong con đường tu hành mà ngoại trừ kiếm pháp tiến ra bạch viên đánh vào trên người nàng kích phát dòng nước ấm được nàng gọi là nội kình có thể thông qua rèn luyện không ngừng tăng trưởng cũng cung cấp lực lượng thân thể cường đại lúc ban đầu nàng cần dựa vào bạch viên trợ giúp mới có thể luyện ra nội kình mới nhưng rất nhanh nàng liền hiểu ra bí quyết luyện kình có thể làm được một mình mình luyện kình hơn nữa tốc độ tăng lên so với bạch viên còn nhanh hơn trong quá trình này nàng rõ ràng cảm giác được bạch viên có vượt qua thường nhân linh tính cũng có thể giống như nàng từ trong đánh nhau hấp dẫn kinh nghiệm, thực lực không ngừng tăng trưởng. Hai người thuộc về quan hệ vừa thầy vừa bạn, về sau, Triệu Thanh liền gọi nó là Viên Công, Viên Công cũng tán thành xưng hô này. Đến hôm nay, nàng đã có thể chống đỡ hơn 500 chiêu dưới gậy của Viên Công, có lẽ sang năm, có lẽ năm sau, liền có thể đánh ngang tay, thậm chí chuyển bại thành thắng. Mặt khác, là một cái có hiện đại tư duy xuyên việt giả nàng sẽ không tự đại cho rằng trên đời này cũng chỉ có mình cùng viên công hội công phu tại như vậy một cái tổng diện tích nhân khẩu đều vượt xa kiếp trước địa cầu thế giới triệu thanh có thể khẳng định lấy nhân loại trí tuệ công phu đã tồn tại khẳng định đã sớm bị sáng tạo cũng phát huy ra trên thực tế tuổi thọ của các đời chu thiên tử các nước chư hầu quốc quân cũng chứng thực điểm này theo ghi chép đời này từ khi đại vũ phân chia thiên hạ cửu châu hà khải khai sáng gia thiên hạ đến nay đã có 8.000 năm. Trong thế giới có thể tu hành này, năm tháng dài đằng đẵng như vậy, đạo võ học cho dù phát triển đến hoàn cảnh có thể khai sơn liệt hải, cũng chẳng có gì lạ. Triệu Thanh lén suy đoán, chính là có cường giả tuyệt đỉnh trấn áp, các quốc gia trong thiên hạ mới có thể kéo dài hơn ngàn năm quốc tộ, khiến cho tuổi thọ của chúng vượt xa bất kỳ vương triều nào trong kiếp trước. Lúc rảnh rỗi, nàng cũng sẽ đến hương ấp xung quanh hỏi thăm, tìm hiểu tình huống đơn giản về võ công đương đại cái gọi là võ công được các tập võ giả xưng là công kình kình pháp lấy kình lực vận chuyển quanh thân trong ngoài đều luyện có công hiệu tăng thêm khí lực khỏe mạnh trường thọ trước mắt triệu thanh chỉ nghe được có ba cảnh giới âm kình dương kình hóa kình thông qua quan sát thỉnh giáo võ sư duy nhất trong xã đại khái có thể phán đoán mình tiếp cận trình độ hóa kình âm kình là chỉ kình lực từng tiểu tiết từng tiểu tiết ẩn chứa trong da thịt, tương đối nhu hòa, chú trọng khống chế tinh tế lực đạo. Dương kình lại là một cổ một cổ lớn quanh quẩn gân cốt kình lực, cương mãnh hữu lực, chú trọng vào lực lượng tích lũy cùng bộc phát. Hai người lấy âm kình làm bề ngoài, dương kình làm bên trong, cho nên dương cao hơn âm. Mà có thể làm được âm dương nhị kình cộng lực, ở quanh thân bất kỳ một chỗ nào cũng có thể chuyển hóa lẫn nhau trình độ, đó chính là hóa kình tên võ sư trong thôn kia cũng chỉ là võ nghệ tổ truyền không thông văn tự luyện hơn hai mươi năm cũng chính là trình độ âm kình tương mãn dương kình chưa thành vô luận thực lực cùng thiên phú đều xa xa không bằng triệu thanh mặc dù như thế hắn cũng coi như là tráng sĩ có thanh danh trong phạm vi trăm dặm hóa kình phía trên cảnh giới cao hơn hẳn là còn có nhưng ở hương ấp bên trong cũng không có ai biết cụ thể tình huống nàng cũng không tốt đi xa đến nơi khác đi tìm hiểu dù sao mình còn cần chiếu cố mẫu thân trong nhà, cũng không thể vì một tin tức mà để cho thân nhân ống đau trên giường chịu khổ. Dãy núi hội kê chiếm diện tích hơn vạn dặm, nhà Triệu Thanh mặc dù ở biên giới phía bắc dãy núi, nhưng cách thành thị gần nhất vẫn có khoảng cách 8-900 dặm. Hơn nửa đường núi quanh có gập ghềnh cũng không dễ đi, cho dù lấy công lực của Triệu Thanh, cũng cần 4 năm ngày mới có thể đi tới đi lui. Cũng may hỏi thăm tin tức cũng không nhất định phải tự mình làm, chỉ cần có đầy đủ tiền, hoàn toàn có thể để cho người khác đến làm việc. Hai năm nay, bằng vào một thân võ nghệ, Triệu Thanh ở chăn dê đồng thời cũng săn giết không ít giả thú, kiếm lời không ít qua tệ. Qua tệ là tiền tệ đồng thâu do nước Việt phát hành, chủ yếu có ba loại lớn nhỏ, một đại qua tệ hai trung qua tệ mười tiểu qua tệ, mà một quả tiểu qua tệ ước chừng có thể đổi một cân ngô. Bất tri bất giác, Triệu Thanh đã tích lũy được hơn 700 đồng tiền lớn cũng hiểu được rất nhiều tình huống giang hồ. Trong dãy núi Hội Kê có bảy đại môn phái, 32 sơn trại cỡ lớn, cùng với tiểu trại gấp 10 lần, võ giả ngàn vạn, không thiếu hảo thủ cấp bậc hóa kính. Bên ngoài dãy núi Hội Kê, thủ đô Hội Kê Thành, cựu đô Câu Thẳng, Bình Dương và hơn 20 tòa thành lớn xung quanh đều có cao thủ chân chính tòa trấn, tương truyền cảnh giới vượt xa hóa kinh. Trong khi tìm người tìm hiểu tin tức, cô cũng đang cân nhắc có nên dời nhà đến thành phố gần nhất hay không. Điều kiện sinh hoạt và điều kiện luyện võ hẳn là sẽ khá hơn một chút. Nội tình văn hóa nước Việt không thâm hậu bằng các nước Tống, Lỗ, chỉ có trong thành mới có quan học chủ yếu hướng tới quý tộc, dạy văn học lễ nghi. Sau khi rời đi, mình cũng có thể dần dần thoát khỏi tình huống nửa mù chữ hiện tại. Hương ấp nơi này có không ít người thường thường đàm luận một ít chuyện xưa lịch sử, chính là từ bên quan học vòng vo vài tay lưu truyền mà đến, từ đó để cho Triệu Thanh có thể bước đầu hiểu rõ thời đại này sắc trời dần tối cùng với tiếng ve chim trong rừng lúc nào cũng vang lên triệu thanh tùy ý ngâm nga sơn ca dọc theo dòng suối nhỏ trong sơn cốc vội vàng bầy cư về nhà lại là một ngày trôi qua hôm nay vận khí tạm được gặp một con chương tử bị nàng dùng trúc bổng đánh ở trên đầu tại chỗ chấn chết đoán chừng có thể bán ra bảy tám miếng đại tệ giá tiền triệu gia ngay bên dòng suối dưới chân núi là một tòa nhà gỗ bốn gian bên ngoài có một cái sân nhỏ vây quanh lan can trúc rất đơn sơ trồng mấy cây táo bên cạnh còn có không ít nhà gỗ bỏ hoang nhà tranh hình thành một cái thôn nhỏ nhưng nhiều năm trước liền không có người ở tựa hồ là trước kia tràng ôn dịch dẫn đến hiện tại khu vực này chỉ có hai người triệu thanh và triệu mẫu sinh hoạt tương đối cu ẻ, ngày thường cũng chỉ có mẹ con nói chuyện phiếm liền tương đối nhàm chán đây cũng là một trong những nguyên nhân triệu thanh muốn chuyển nhà dắt dê đầu đàn quẹo qua khe núi cuối cùng triệu thanh liền thấy được thôn xóm cách đó không xa 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 trông thấy có một luồng khói bếp màu xám trắng lượn lờ sinh lên không gian không đúng khói bếp ở đâu ra nhiều năm nay mẫu thân ngay cả đứng lên cũng tương đối khó khăn cũng không có năng lực nấu cơm vẫn là tự mình làm cơm nước cho nên nói đây là có người ngoài tới nhưng khi cô ngưng thần nhìn lại khói bếp đúng là bốc lên từ nhà mình nhà cửa trong nhà bị người ta chiếm cứ Triệu Thanh nhíu mày thật sâu, nhiều năm như vậy cũng không nghe nói qua nhà mình có thân thích gì trên đời, trong nhà đột nhiên có người nấu cơm, rất có thể là sơn phỉ đạo tặc các loại người. Là coi trọng tiền tài tích góp trong nhà, hay là muốn khi dễ cô nhi quả mẫu. Lặng lặng đem dê núi chạy tới trong chuồng dê ở cửa thôn, đem con ngựa chết giấu kỹ, nàng rút trút bổng bên hông ra, nắm chặt trong tay, cả người như mèo vô thanh vô tức di động tới gần, nương theo cây táo che lấp, nhìn trọng tiền viện triệu gia. Hết chương này. Chương 3 Tu hành chi đạo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Đường tu hành chỉ thấy cửa bày một cái ghế trúc, bên trên ngồi một gã ước chừng 20 tuổi hắc y thanh niên, bên tường treo một kiện xa lạ nón lá. Trên vai người này treo một cái bọc màu xám tro, thân hình thon gầy, tướng mạo tuấn tú ôn hòa, hai má trắng nõn, bên mắt có hai hàng lông mày dài rủ xuống, giờ phút này vừa xé xuống một miếng thịt khô trong tay, đang đặt vào trong miệng nhai nuốt. Phía dưới lều gỗ chống mưa, củi lửa dưới đáy bếp đất dùng để nấu cơm đã dấy lên, trộn lẫn mấy vệt bụi xám trắng màu đen theo gió bay lên. Triệu Thanh ngửi ngửi mùi, chỉ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cơm hạt dẻ, cũng không có mùi máu tươi, lại kết hợp với tình cảnh ở cửa, đại khái có thể suy đoán ra, người này hẳn chỉ là chiếm dụng nhà nạn để nấu cơm, mẫu thân cũng không nguy hiểm. Bất quá cũng nói không chính xác, người bán tướng mạo cũng có thể là cường đạo nàng đưa tay trên mặt đất lấy hai nắm đất xám bôi lên mặt, hạ thấp một ít dung mạo bản thân, sau đó lặng lẽ trở về cửa viện, đẩy cửa đi vào. Thanh niên uống một ngụm nước lớn, gương mặt phồng lên, đang nuốt thịt khô, nhìn thấy Triệu Thanh trở về, thần sắc có chút xấu hổ. Chào cô nương, ta ở nhà ngươi tá túc một ngày, có thể đồng ý hay không? Hắn một tay mang theo thịt khô, một tay che miệng, đây là bị sặc nước. Như thế nào giống một cái hỷ giác? còn nho nhã. Triệu Thanh dùng trúc bổng nhẹ nhàng gõ xuống mặt đất, thản nhiên nói. Túc Hạ không mời tự đến, muốn tá túc, ít nhất phải nộp một ít phí dụng, không có đạo lý ăn không ở không. Đây là tạm thời đáp ứng. Căn cứ đối phương vừa rồi biểu hiện, nàng phán đoán người này cho dù có võ công, cũng xa không bằng mình, bằng không cũng không đến mức ra như vậy xấu, xem ra mình là quá mức cẩn thận. Nếu không phải là đối thủ của mình, vậy cũng không cần quá lo lắng, chỉ là ở tạm một ngày, vấn đề không lớn. Tôi trả tiền đây. Thanh niên cởi gói hàng trên người ra, lấy ra một cái bánh vàng dẹt cùng một thanh đoạn kiếm bằng đồng thau tinh xảo, lấy tay khoa tay múa chân hai cái, khoét xuống một khối vàng lớn nhỏ như đậu tương. Hiện nay trên đời, Châu Ngọc là thượng tệ, hoàng kim là trung tệ, đồng tệ là hạ tệ, như vậy một khối nhỏ hoàng kim liền đáng giá hơn năm 60 miếng đại tệ, tương đương với bình dân một năm tổng thu nhập ở đâu ra đệ tử nhà giàu có tiền như vậy vốn chính mình chỉ trông cậy vào thanh niên cho thượng một hai viên tiểu tệ hoặc là bắt được một mảnh thịt khô ánh mắt triệu thanh buông xuống đè xuống kinh ngạc và vui sướng trong lòng bất động thanh sắc đưa tay lấy ra lập tức trở lại phòng kiểm tra tình huống của mẹ triệu kiếp trước chính mình là cô nhi viện lớn lên không có làm bạn thân hữu đời này mẫu thân phân lượng ở nàng cảm nhận so với hoàng kim càng nặng. Đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy trên giường nằm một người phụ nữ trung niên đắp chăn vải xám màu vàng xám, hai mắt nhắm chặt, hình dung gầy gò, sắc mặt tái nhợt. Tuổi chừng 30, cũng đã có không ít nếp nhăn, hiện ra vài phần lão thái. Sau khi nghe được tiếng vang, nhuế khê mở hai mắt ra, dùng sức ngồi dậy, nhìn về phía nữ nhi bên giường. Triệu Thanh Thuận tay gỡ khăn tay treo trên tường xuống lau đi bụi trên mặt, nhẹ giọng hỏi thăm. A mẫu, người có khỏe không? A thanh, không cần lo lắng, A mẫu không sao. Người đã gặp chư kê vô từ bên ngoài chưa? Con trai chư hậu xuân thu mới có thể xưng công tử, ở dưới này người bình thường gọi tên cũng có thể mang theo họ. Xem ra người này tá túc, là cùng mẫu thân chào hỏi đồng ý. Triệu thanh thuận miệng nói thầm một câu, cũng ở trong lòng tỏ vẻ họ này thật không dễ nghe bằng gia cát. Đã gặp. A mẫu, có chuyện gì sao? Vô từ hắn tới nhà tá túc, A Mẫu đồng ý, A Thanh à, A Mẫu biết ngày thường con thích luyện côn bổng, rèn luyện thân thể, nói với hắn vài câu. Vô từ nói công phu của hắn rất tốt, muốn chỉ điểm con. Sau khi ăn xong A Thanh con thỉnh giáo hắn một chút đi. Nhuế Khê ôn hòa nói, toát ra vẻ mặt chân thành tha thiết mong nóng, làm người ta khó có thể quyển chuyển. Bà ống đau nhiều năm, vẫn cho rằng mình không thể chống đỡ gia đình, ngược lại trở thành liên lụy cho nên đối với con gái mang lòng ấy nấy, chỉ có thể hy vọng bà có thể ở phương diện yêu thích có thu hoạch, đạt thành mong muốn. Ừm, thỉnh giáo sao, thỉnh giáo một người không thể hoàn toàn nắm giữ thân thể mình, ngay cả ăn uống cũng bị sặc. Triệu Thanh tỏ vẻ có chút làm khó mình, bất quá nể tình hoàng kim cùng với mẫu thân của đối phương, vẫn là miễn cưỡng ứng phó một chút chưa kê vô từ này đi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, mẫu thân nói hai câu cái này vô từ liền muốn tới chỉ điểm dễ làm thầy như vậy triệu thanh suy nghĩ một chút trong hậu viện tự mình dựng một cái cọc gỗ dùng để luyện tập mặt trên có không ít dấu vết lưu lại có lẽ người này là nhìn ra chút gì đó cũng không đơn thuần như biểu hiện ra ngoài bất quá gia cảnh đối phương hiển nhiên rất tốt phỏng chừng xuất thân từ thành thị lớn chân chính hẳn là biết không ít tin tức nếu quả thật có nội dung gì có giá trị cũng sẽ không học không hắn cùng lắm thì trả lại vàng cho hắn nàng hướng triệu mẫu gật gật đầu, hỗ trợ sửa sang lại chăn một chút, xoay người rời đi, đi chăm sóc bếp đất bên ngoài đang nấu cơm. Đợi đến khi cơm chín, ba người đơn giản ăn một bữa cơm. Triệu Thanh ra cửa trước nhặt thi thể con ngựa về, lột da, rửa sạch nội tạng một lần, treo ở trên giá gỗ trong sân tiến hành hông khô, sau đó đem bình gốm đựng cơm gạo đựng ở trong giỏ trúc, mang theo đi tới bên suối rửa sạch. Sắc trời dần tối, suối nước mát mẻ, trong suốt thấy đấy, nổi lên từng chút gần sóng, một vần trăng cong đã treo lên ngọn rừng. Thiếu nữ nhẹ nhàng ngồi sổng bên bờ nước, gió nhẹ thổi qua, phất lên vài sợi tóc đen, ống tay áo và dây lưng áo vải màu xanh nhạt rủ xuống, gần như chạm đến mặt nước. Chư kê vô từ ở phía sau nàng thông thả bước đi, cũng cầm nón của mình dùng sức quạt gió, có lẽ là không có việc gì để làm, đi ra tản bộ đánh thời gian. Người đến từ hội kê thành hay là nơi nào? nghe nói ngươi có thể chỉ đạo công phu của ta con cháu nhà giàu không ở nhà hưởng thụ cuộc sống một mình đi mấy trăm mấy ngàn dặm đường vô duyên vô cớ đến sơn giả hẻo lánh triệu thanh không tin người này khẳng định có nguyên do của mình nhưng nàng cũng không cần phải đi hỏi nguyên nhân trong đó ai biết sẽ gặp phải chuyện gì đây bất quá chỉ đạo công phu là lúc trước đã nói rồi hẳn là không có phiền toái gì nhưng hảo tâm như vậy chủ động dạy người vẫn là rất kỳ quái thời đại đẳng cấp rõ ràng cũng không đến mức có người có lý tưởng truyền võ thiên hạ gì chứ người tu hành không có chỗ ở cố định kỳ thật ta thật sự muốn chỉ điểm cô nương ngươi vậy ngươi nói xem chẳng lẽ là nhìn ra tư chất tuyệt đỉnh của ta bất quá cảm giác phong cách vẽ đột nhiên thay đổi triệu thanh một bên đem từng món đồ ăn đã rửa sạch đặt lại giỏ trúc một bên tùy ý nghĩ đến tu hành chi đạo thời thượng cổ đã có đến nay đã có mấy vạn năm lịch có sào, toại nhân, phục hy, quản thành, kỳ bá chư hiền, đế tuấn, thái hạo, thần nông, chúc dung, cộng công chư đế, tới hiên viên hoàng đế mà đại thành, theo thiên thư thuật lại, còn gọi là âm dương hóa cương thần, lục khí diễn tạo hóa. Âm dương hóa cương thần là âm kình, dương kình, hóa kình, cương kình, thần kình. Lục khí diễn tạo hóa chia làm hạ lục khí, trung lục khí, thượng lục khí, thiên diễn, tạo hóa. Luyện kình chi đạo chính là võ học, võ đạo. Hỗn nguyên như một, hư thực quẩn không, kinh lực một khi thông thần, liền có thể ngự sử thiên địa lực, bắt đầu tiếp xúc nhất ý hợp lục khí tu hành. Chỉ cần tu thành hạ lục khí tùy ý một mạch, liền bước đầu có được phi thiên động địa chi năng. Mà ở trong truyền thuyết, tu thành tạo hóa cảnh giới đại năng cạn là có hoa giang phân hải, hái tinh tróc nguyệt chi năng. Nhưng trong này mỗi một cảnh giới cũng không phải là tuyệt đối, ngoại trừ trước tu kình lực võ giả chi đạo bên ngoài, còn có chuyên chú vào luyện khí lưu phái, được xưng là luyện khí sĩ. Nhiệt độ chậm, giới thiệu thiết lập. Hết chương này. Chương 4 Thần binh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Thần binh dưới bóng đêm, thanh niên đem khởi nguyên tu hành, phân chia cảnh giới, thủ đoạn năng lực êm tai nói ra, vẫn nói đến cảnh giới thượng lục khí mới dừng lại kỳ gì chính là trong lúc này hắn một lần cũng không có dừng lại suy tư tốc độ nói cũng cơ hồ không có phát sinh qua biến hóa coi như là vị lão phu tử tại đọc thuộc lòng kinh điển cũng bất quá như thế triệu thanh dụng tâm lắng nghe không ngừng đem nội dung nghe được cùng tri thức bản thân hiểu biết đối chiếu lẫn nhau xoa xoa ngón tay lâm vào trầm tư chúc dung cộng công từng làm đế vương sao bất quá người chuyên nghiệp dù sao cũng hiểu lịch sử hơn mình nghe trước rồi nói sau lục khí là phu thừa thiên địa chi chính mà ngự lục khí chi biện cái kia lục khí sao trang tử hiện tại còn chưa ra đời bất quá đạo gia thuộc về trang tử hướng lên trên có thể ngược dòng đến hoàng đế mà hoàng đế đời này là nhân vật như võ tổ cho nên hẳn là danh từ giống nhau phi thiên độn địa vượt sông phân hải tu hành lại có thể đạt tới cảnh giới bực này sao không hổ là cao vũ thế giới phỏng chừng cao nhân như vậy đủ để trấn áp một nước cũng không biết khi nào ta mới có thể cảm nhận được lực lượng cường đại như vậy đa tạ vô công bất thụ lộc tiên sinh nói cho ta biết những thường thức này nhưng cần ta báo đáp cái gì đợi đến khi đối phương một hơi nói xong triệu thanh nhìn về phía chư kê lông mày dài không lời có chút câu nệ kính sợ mở miệng hỏi ban đầu nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ tán gẫu một ít kinh nghiệm giang hồ của mình cùng với một ít thường thức võ học lưu truyền trong thành lớn nhưng nội dung vừa rồi nghe được lại vượt xa dự liệu của nàng đơn giản để cho người ta tá túc một đêm thật sự có thể đổi được nhiều như vậy sao đối với nàng mà nói những tin tức này tuy rằng cũng không có bao hàm cái gì công pháp bí tịch nhưng đưa ra chỉ rõ chính mình tương lai đi tới phương hướng cùng con đường đặc biệt trân quý trên thực tế thật muốn cho cái gì công pháp bí tịch lấy chính mình tại thời đại trước mắt chờ như nửa mù chữ văn hóa trình độ hơn nữa không hiểu các loại tu hành chuyên nghiệp thuật ngữ, phỏng chừng là căn bản luyện không được. Trừ phi là có người từng câu từng chữ tỉ mỉ truyền thụ, bằng không vẫn là trước một mình mình chậm rãi cân nhắc kinh lực tu luyện, không thể mơ mộng xa vời. Mà đối phương có thể biết nhiều bí mật như vậy, không phải có thực lực cường đại, thì là có bối cảnh thâm hậu, cũng không phải là con cháu nhà giàu ly kinh phản đạo, tùy hứng ra ngoài đi xa trong tưởng tượng của mình. Bất quá hình tượng lúc trước, là diễn kịch giả vờ ra, hay là nhân cách phân liệt. Luôn cảm giác như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Triệu Thanh thầm oán thầm nói. Một năm lẻ sáu tháng sau, nơi đây hướng đông bắc một ngàn ba trăm dặm, sẽ có một kiện thần binh xuất thế, không biết ngươi có nguyện ý đi tới kiến thức hay không? chưa kê vô từ không trả lời trực tiếp, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía dãy núi xa xa đã rơi vào trong bóng tối. Thần binh sao? nói không muốn đó là giả xưa có hoàng đế hái đồng trên núi đúc kiếm hiên viên này có âu giả tử lấy sắc anh đúc kiếm long uyên thái a công bố lấy tích xích cẩn nhược gia đúc kiếm trạm lô thuần quân thắng tà ngư tràng cự khuyết ở kiếp trước những danh kiếm này chính là trong truyền thuyết thần binh lợi khí phương thế giới này bọn họ hiển nhiên chỉ biết càng mạnh cũng không biết chư kê vô từ theo như lời thần binh có hay không cùng những danh kiếm này tương tự có uy năng như thế nào triệu thanh cẩn thận suy nghĩ hai năm qua nàng luyện công luyện kiếm đều dùng trúc bổng nhưng điều này cũng không có nghĩa là tương lai nàng cũng muốn tiếp tục dùng công lực của mình có thể đạt không đến lấy cỏ cây trúc thạch làm kiếm trình độ đổi lấy chân chính lợi kiếm thực lực sẽ gia tăng rất nhiều ngày xưa nàng cũng hỏi thăm qua hiện tại binh khí giá cả muốn mua được một kiện tuy nhiên ngay cả những thanh kiếm bằng đồng thông thường nhất cũng đắt đến kinh ngạc một thanh thanh đồng kiếm dài chừng 60cm, trọng lượng gần 2 cân, cần 2 cân chất liệu đồng. Vật liệu phí dụng còn ở tiếp theo, càng nhiều chính là chú kiếm sư chế tạo tiêu phí, cộng lại tối thiểu muốn 4-500 miếng đại tệ, hơn nữa chỉ có trong thành mới có loại này cửa hàng, hương ấp bên trong là không có bán ra. Triệu Thanh tuy rằng thích luyện tập kiếm pháp, nhưng cân nhắc đến mua một thanh thanh đồng kiếm thật sự phiền toái, vả lại uy lực trong tay mình chưa chắc mạnh hơn trúc bổng bao nhiêu, dù sao chiều dài cũng kém đi rất nhiều, càng nhiều chính là chất liệu cứng trắng cùng sắc bén, liền vẫn không có hành động. Thanh đồng kiếm được xưng là quý giá, huống chi là thần binh. Kiếp trước truyền thuyết, Thái A Kiếm đã từng dẫn phát qua tấn sở gian chiến tranh, có thể thấy được bực này bảo vật tranh đoạt kịch liệt. Mình vẫn là yên lặng tu hành vi tốt, thực lực mạnh, mới có thể giữ được thứ mình muốn. Không biết tiên sinh vì sao mời tiểu nữ tử đi. Muốn cho ta đi, ít nhất phải đem nguyên nhân cùng thân phận của mình nói rõ đi. Không cần dùng tiên sinh gọi ta. Ta cũng không có dạy ngươi cái gì, chỉ là đầu tư giao hảo trước mà thôi. Nói cho ngươi biết tin tức này, cũng là một phần kết giao. Chư kê vô từ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói. Thần binh sắp xuất hiện, trong thiên địa sẽ có dị tượng hiện ra, người có thể tự phán đoán là đi hay không. Giao hảo đầu tư có thể nói rõ ràng một chút không triệu thanh giật mình một hồi thần sắc nghiêm túc trả lời quả nhiên bộ dáng sững sờ lúc trước là cố ý giả bộ ra sao nhưng nó có cần thiết không còn có đối phương nói đang đầu tư kết giao là nhìn ra ta tu vi vậy thực lực của hắn so với trong tưởng tượng của ta cao hơn không ít a à, chưa thấy qua ta giáp mặt ra tay là có thể làm ra phán đoán nhưng tại sao lại trùng hợp gặp tôi như vậy vẫn là nói triệu thanh cảm thấy chuyện hôm nay gặp phải thật sự là so với ba tháng qua cộng lại còn đặc sắc hơn đối phương rốt cuộc là thật tâm thật ý hay là muốn dẫn dụ lợi dụng mình thật sự khó có thể phân biệt vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng chỉ là vừa rồi một lát như vậy chính mình đã não bổ ra chú thần binh cần tìm người huyết tế khắp nơi tuyên truyền hấp dẫn cao thủ làm tốt mai phục đột nhiên dết ra liên tiếp âm mưu ngươi đang lo lắng đến lúc đó cao thủ tụ tập chính mình không an toàn sao nói không chừng ngươi chính là nó hữu duyên người, có thể được đến thần binh nhận chủ hộ chủ. Tương lai Việt quốc đệ nhất cao thủ. Làm như nhìn ra Triệu Thanh do dự cùng suy nghĩ, chưa kê không từ chối quay đầu nhìn về phía nàng, mặt không chút thay đổi mở miệng nói. Anh theo dõi tôi. Tuy rằng đã mơ hồ có dự liệu, nhưng thật sự biết được mình bị người ở trong bóng tối thăm dò quan sát, vẫn làm cho Triệu Thanh hoảng sợ. Tự như bị một chậu nước suối lạnh lẽo tưới lên trán, trong lòng của nàng nóng lạnh đang xen kinh ngạc đến mức khó có thể che giấu. Ngay cả chính mình giữa trưa hôm nay lúc thuận miệng nói cũng biết, xem ra không phải nhất thời nữa khác sự tình. Sao mình lại xui xẻo như vậy, không hiểu sao lại bị theo dõi? Yên tâm, tin tức của ngươi là lúc ta đi ngang qua ở hương ấp phụ cận hỏi thăm được, chỉ là ngoài ý muốn. Hương ấp trung nghe đồn, có một cái tiểu cô nương vẫn vận khí rất tốt, thường xuyên thu hoạch thổ sản, cứ cách ba bốn ngày liền ở chợ bán một lần. Mà cái này đối với kiến thức uyên bác người có tâm mà nói, kỳ thật là rất rõ ràng dị thường. Vì vậy ta tới đây nhìn một chút, chính là như vậy. Chiêu kê vô từ liếc thiếu nữ một cái, nhàn nhạt giải thích. Triệu Thanh suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra. Nơi này cũng không phải là sâu trong dãy núi hội kê, mà là ở khu vực tiếp cận bên ngoài, các loại giả thú thường lui tới cũng không thường xuyên, gặp phải cũng hoàn thành săn giết kỳ thật rất xem vận khí một lần hai lần còn tốt số lần nhiều hơn như chưa kê vô từ loại người này sẽ suy đoán ra chính mình có được luyện võ sâu trên diện rộng cường hóa ngũ giác bởi vậy có thể hiệu suất cao địa phát hiện động vật tung tích xem ra vẫn là sơ suất bất quá so với tài sản kiếm được từ việc bán con mồi những mạo hiểm này vẫn đáng giá luyện võ luyện kình tại khai thác bản thân tiềm lực thu hoạch vượt qua thường nhân lực lượng đồng thời cũng cần dinh dưỡng bổ dưỡng, bởi vậy lương thực tiêu hao so với người bình thường nhiều hơn không ít. Hơn nữa còn cần mua một ít dược liệu cho mẫu thân điều trị, nếu là mình chỉ chăn dê không săn thú, trong nhà khẳng định là duy trì không nổi. Có được có mất, mới là thái độ bình thường. Nhân vật trong kịch bản, không phải nhân vật chính, nhắc tới độ đo đều tính theo lúc đó, nhân vật chính và lời thuyết minh thì tính theo độ đo hiện đại. Còn có, thanh đồng kiếm đắc như vậy, là bởi vì thợ đúc binh khí thưa thớt, phí nhân công cao. Hết chương này. Chương 5 Khảo nghiệm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Kiểm tra không cần lo lắng. Ta không có ác ý, kết thiện duyên một phương mà thôi. Mất 15 năm, ta đi khắp dãy núi hội kê một vạn tám ngàn dặm, vô số người gặp. Chưa từng dùng qua thiên tài địa bảo, dược vật đại bổ, 15 tuổi đã có xu thế dần dần đạt tới hóa kình, thiên phú như vậy, ở trong đó cũng có thể xếp vào top 5. Đối mặt với một thiên tài, sớm kết giao tự nhiên là tương đối khá. Người này 15 năm trước đã đi lại trong núi, bề ngoài cũng chỉ có 20 tuổi, đây là cảnh giới trú nhang. Còn có lại có thể nhìn ra ta trước đây không có dùng qua luyện võ dược vật. Đây là nhãn lực gì? Liên tục nghe tin tức kích thích như vậy, Triệu Thanh không khỏi đưa tay xoa bóp ngực, dùng để giảm bớt khiếp sợ trong lòng. Lại nói ta mới top 5 sao. Cũng không biết chính xác hay không, thời đại này lại không có giám sát, cũng không đến mức điều tra rõ ràng tất cả chi tiết của mình chứ. Bất quá nghĩ đến, đối phương hẳn là cũng không biết ta là từ 13 tuổi mới bắt đầu tập võ, dù sao chính mình cũng không có cùng người khác nói qua. Nếu tính theo 7-8 tuổi thậm chí còn nhỏ hơn, vậy hẳn là có chút đánh giá thấp. Triệu Thanh yên lặng suy tư, trong lòng đối với vật đại bổ thiên tài địa bảo có thể phụ trợ tu hành sinh ra khát vọng lớn lao nghĩ đến người có thế lực chân chính dùng đến tài nguyên luyện võ phỏng chừng so với mình nhiều hơn trăm ngàn lần còn không ngừng đây chính là chênh lệch xuất thân a bất quá đời này mình đã có được thiên tài chi tư yêu cầu cũng không thể quá cao không quá thực tế cũng không biết chư kê vô từ nói muốn kết giao thiên tài đến tột cùng là thái độ gì lại nói ta hiện tại mở miệng nói muốn bái sư có thể thành công sao nhưng hắn lại không nói ra qua cảnh giới của mình mạo hiểm bái sư đến lúc đó hối hận liền không còn kịp rồi ai nghĩ nhiều như vậy làm gì nàng một bộ chuyên tâm lắng nghe chỉ giáo chỉ là lông mày hơi nhíu lại vài phần chưa kê vô từ cúi đầu nhìn triệu thanh thấp hơn mình một cái đầu hai mắt hiếp lại tiểu cô nương vẫn là kinh nghiệm chưa cạn không có cách nào hoàn toàn che giấu cảm xúc không phục trong lòng không cam lòng bị người khác đè xuống từ khi Đại Việt lập quốc tới nay, bảy lần dời đô, nhưng đô thành vẫn luôn ở phụ cận dãy núi Hội Kê. Núi Hội Kê Thiên Nham Lại Tú, Vàng Khe Tranh Lưu, cảnh sắc tú lệ u mỹ, hơn nữa trong núi có di tích tiên cổ như Lăng Vũ Vương Bảo Tồn, lịch đại tới nay có rất nhiều cao nhân không biết tên đến chiêm ngưỡng thăm dò, để lại không ít truyền thừa, bởi vậy phong cách võ học hưng thịnh, cao thủ liên tục xuất hiện. Chính mình đánh giá vị tiểu cô nương ở trong núi này có thể ở khu vực này xếp vào top 5, cũng có nghĩa là cho dù phạm vi mở rộng đến toàn bộ Việt quốc, nàng cũng có thể xếp vào top 15 đương đại, điều này không thể nói là không cao. Không nghĩ tới xếp vào top 5, trong cảm nhận của cô không tính là khích lệ tán dương chân chính. Bất quá tự tin như vậy cũng coi như là một chuyện tốt, có đôi khi biết càng nhiều, ngược lại càng không tin chính mình, sinh ra do dự, tổn hại tâm khí. Kính do tâm ý sinh, khí tự luyện thần lên, không phục mới có thể đạp phá gian nan trùng trùng trên đường tu hành nhìn thấy kẻ yếu lộ tài lại không hề nảy lòng tham sau khi nghe xong nhiều lời nói của mình vẫn bảo trì cẩn thận lại có tâm khí cùng ngộ tính cho dù tư chất thân thể kém vài phần thì có làm sao cao môn đại hộ đối với phụ nữ có thai tẩm bổ vượt xa bình dân trên thực tế cho dù bất kể hậu thiên dùng dược liệu quý báu hài đồng xuất thân quý tộc vẫn có thể dẫn trước người bình thường một mảng lớn đây là trước khi sinh ra đã quyết định nhưng Đại Việt cũng không phải là không có bí bảo có thể cải thiện tư chất, đẩy nhanh tiến độ luyện kinh. Trong lúc hoảng hốt, hắn phản phất ở trong ánh mắt tiểu cô nương thấy được bóng dáng của mình, bóng dáng của lão sư, cùng với bóng dáng của Việt quốc. chưa kê vô từ đột nhiên thở dài một hơi, ở trong lòng làm ra một quyết định, mở miệng nói. Thật giống như ngươi, ngộ tính trác tuyệt, tự phát cân nhắc ra pháp môn luyện kình, cuộc đời ta còn gặp qua một người phía sau hắn đã lâm vào hắc ám núi rừng cùng thôn trang đột nhiên bị rực rỡ quang mang chiếu sáng, tự như dâng lên một vòng thu nhỏ mặt trời. Điểm sáng khó có thể đếm được xẹt qua bầu trời đêm, ở giữa không trung ghép lại tạo thành một bức tranh hùng vĩ sinh động. Trên đồ quyển là một mảnh đình đài lầu các hoa mỹ xây trên cao nguyên bên bờ sông, bốn phía có tường thành cao lớn vây quanh. Ngoại quách thì phân bố quan thự, tông miếu, cùng với chợ hàng xóm Phùng Vinh. Góc nhìn chuyển qua, chỉ thấy một tiểu nam hài từ trong một tòa lầu các bên trong chạy ra, động tác nhẹ nhàng leo lên một gốc cây ngô đồng bên tường, tay trái vịn đầu tường, tay phải thì từ trong túi áo móc ra một thanh kiếm gỗ thật nhỏ. Cậu bé một bên bình tĩnh nhìn về phía đám mây biến hóa muôn màu muôn vẻ ở chân trời, một bên tiện tay vung kiếm gỗ, khiến mũi kiếm xẹt qua từng vòng tròn trên không trung. Triệu thanh long mày giãn ra, hai mắt hơi sáng, lộ ra tò mò, mang theo chút bức thiết ánh mắt. Nếu như nói trước đó chưa kê vô từ hướng mình nói ra các loại bí ẩn, còn có thể nói là hắn kiến thức uyên bác, nhưng là hiện tại hiển lộ thủ đoạn, tuyệt đối là chân chính cao nhân. Bức đồ quyển động thái phát sáng này là hiệu quả của thiếu âm quân hỏa trong lục khí, vừa có thể đơn giản dẫn dắt âm khí dương khí khiến cho không khí phát sáng nóng lên, cũng có uy năng đáng sợ thiêu diệt phương viên trăm trượng. Mà về cảnh tượng trong đồ quyển, Triệu Thanh đã đoán được một người đồng dạng tự ngộ phương pháp vận kinh kia chính là một tiểu nam hài trong hình nàng rất muốn biết thân phận của hắn cùng với sau đó lại đạt được thành tựu gì bất tri bất giác võ học đã trở thành nạn tại thời đại này ký thác một trong bất luận cái gì liên quan đến tự thân võ học tăng lên tin tức nàng đều rất chú ý giọng điệu bình thản của chư kê vô từ đột nhiên có chút trầm trọng hắn chính là ta đại việt cố tướng quân linh cô phụ kết nghĩa huynh đệ việt quốc đệ nhất cao thủ bị chư quốc xưng là đại kiếm sư tuyệt đại cao nhân trầm trầm nói tổ tiên đại kiếm sư vốn là họ thẩm của sở quốc vào năm tiên vương doãn thường dời vào việt quốc được vị trí đại phu phong ấp ở phù lý lân cận ngô địa vốn nên mở ra thời đại gia tộc hương thịnh nhưng gần nửa năm sau ngô việt giang bộc phát xung đột chiến hỏa tràn ngập biên cảnh phù lý bị quân ngô công chiếm trầm thị phong ấp bị cướp sạch tàn sát trong một đêm cả gia tộc chỉ còn lại có một gã sáu tuổi cô nhi chạy thoát tính mạng hắn chính là tương lai đại kiếm sư. Cứ như vậy, thẩm sư tuổi nhỏ, lẽ loi lưu lạc ở ngô cảnh vì sinh tồn, cũng vì báo thù, từ ngộ kinh phát, minh âm dương, ngộ hóa cương. Ở di tích phát hiện bí tịch tiên cổ, sư pháp tiền bối, cùng tu luyện khí chi đạo, tiến cảnh nổi bật. Nương theo lời kể không lời của chư kê, hình ảnh trong đồ quyển cũng đang không ngừng biến ảo, từng bước miêu tả ra tiến trình nhân sinh của trầm trầm đạo. Mùa đông khắc nghiệt, leo lên đỉnh núi cao tuyệt đỉnh không có chút người ở nào, đem bản thân chôn vào trong tuyết động cực dày, nín thở ngưng thần, để lĩnh ngộ thiên chi âm, nhân chi dương. Thăm dò bí mật cổ mộ, khắc phục trong mộ đủ loại đáng sợ trí mạng cơ quan, từ đó đào ra một kiện tinh xảo điểu triện bảo kiếm, thần binh vào tay, kinh lực quán triệt, chém ra ly thể hơn 10 trường kiếm khí. Triệu Thanh nhìn chăm chú vào hình ảnh cách đó không xa, bàn quan vị tiền bối của mình vượt qua nguy cơ sinh tử lần lượt, khắc sâu cảm nhận được gian nan một mình tu hành đồng thời trong lòng nàng mơ hồ có suy đoán chưa kê vô từ cùng trầm trầm đạo gian quan hệ hẳn là rất gần có lẽ chính là một đôi thầy trò bằng không cũng sẽ không biết nhiều chuyện cũ như vậy vốn nàng quyết định sau khi đối phương kể xong câu chuyện trầm trầm đạo liền mở miệng bày tỏ ý nguyện bái sư học nghệ của mình cơ hội là phải dựa vào người nắm chắc vô luận mình có thể thành công hay không cũng không tiện chờ người khác tới thu độ đệ nhưng hiện tại nàng đang tự hỏi, đối phương thi triển pháp lực, thanh hình sắc cũng tốt mà hướng mình giảng giải những thứ này, mục đích trong đó đến tột cùng là cái gì đây? Đây sẽ là một cuộc kiểm tra sao? Chu Vi Xuân Thu được đo bằng 0,215m, 0,231m là sau tầng thương ưỡng dần dần phổ biến cho các nước, và 0,215m có rất nhiều cơ sở khảo cổ, một dặm 300 bước, một bước 8 thước, tức là một dặm 516m. Hết chương này chương 6 Bái sư, bên trên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 7 Bái sư, bên dưới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 8 Nhập mộng dẫn chứng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 9 Vạn gia tiệc cưới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 10 Vạch trần Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 10 tiết lộ chạng vạn tối, tiền sảnh vạn gia Các tỳ bột bưng thức ăn nóng hôi hổi, đặt lên bàn hoa lê mộc bát tiên ở ghế khách quý và ghế khách lẻ ghế khách quý còn hơn ghế khách lẻ chủ yếu ở chỗ bộ đồ ăn trên bàn làm bằng vàng làm bằng bạc nội dung đồ ăn ngược lại không có nhiều khác biệt miễn cho làm cho người ta cho rằng vạn gia coi thường hảo hán giang hồ đường xa mà đến triệu thanh ngửi ngửi mùi thơm phi thân đoạt một cái chỗ ngồi không thế nào bận tâm lễ nghi trực tiếp bắt đầu ăn tiệc cái khác không nói vạn gia không hổ là gia đình giàu có nhất đẳng trong Kinh Châu, đầu bếp mời tới làm ra đủ loại đồ ăn, mùi vị thật đúng là có thể. Lần trước ăn được mỹ vị như vậy, vẫn là ở kiếp trước, làm nàng hơi có chút cảm khái. Mới vừa thưởng thức vài miếng, một gã bên hông bội đau mặt tím hán tử lại gần, thấp giọng hô. Lúc trước ta có một vị bằng hữu đắc tội cô nương, muốn dùng hai mươi lượng bạc để ngài tha cho hắn một mạng nơi này ta vạn thắng đau mã đại minh thay hắn bồi tội ngài người này chính là lúc trước triệu thanh xa xa đã nhìn thấy vẫn không ít võ lâm nhân sĩ nơi khác đi tới vạn gia mã đại minh mà trong mấy người vừa rồi bị triệu thanh điểm trụ kia còn có cùng mã đại minh dự tiệc hắn kết bạn nhiều năm tặng liên gian. vốn mã đại minh không muốn quản việc này hắn kiến thức rộng rãi biết được loại cao thủ tiện tay có thể điểm trụ một mảnh người này tuyệt đối không phải một nhân vật hạng hai hạng ba trong giang hồ như hắn có thể chọc nổi. Nhưng hắn nghĩ lại, vì cô nương này võ công cao siêu như thế, tất nhiên là xuất thân từ nhất đẳng nhất đại môn phái trên giang hồ, đại khái chính là đệ tử của phái Nga Mi. Lúc trước khi Mã Đại Minh học nghệ dưới môn hạ của Vạn Thắng Đao, sư phụ đã từng thuận miệng đề cập qua. Có một số đại môn phái truyền thừa công phu điểm huyệt tương đối bá đạo, một khi điểm huyệt thời gian lâu, sẽ để lại di chứng nghiêm trọng. Mã Đại Minh cũng không rõ ràng lắm ảo diệu trong đó, chỉ là hắn thử nhiều lần cũng không thành công thay bằng hữu giải huyệt, không khỏi hắn nghĩ tới chuyện cũ này. Hắn nghĩ nghĩ, đã đợi qua vài chén trà thời gian, vì thiếu nữ cao thủ này có khí cũng có thể tiêu, liền đấu nổi lá gan lại gần thử biện hộ, nói vậy đối phương làm chính đạo môn phái đệ tử, hẳn là cũng không đến mức hoàn toàn không lưu tình mặt. Về phần 20 lượng bạc kia, tự nhiên là do mình bổ sung trước tặng lão ca tuy rằng nhân phẩm không được tốt lắm nhưng giao tình nhiều năm ở chỗ này đoán chừng chỉ biết trả lại cho mình càng nhiều nhân tình tiền tài hai lời ngươi có phải làm việc dưới tay lăng tri phủ không lát nữa thay ta làm chứng đi triệu thanh con ngươi giật giật mở miệng nói ngươi chỉ cần nói thật là được yên tâm làm chứng xong ta sẽ giải huyệt cho bằng hữu của ngươi lúc triệu thanh vừa tới nơi này đối với khẩu âm Kinh Châu này còn chưa quen thuộc. Nhưng sau khi nghe không ít thời gian, nàng đã có thể trao đổi bình thường với dân bản xứ, đây tự nhiên là công lao sau khi luyện võ tăng cường nắm giữ thân thể. Nhưng hán tử mặt tím nghe được lời của nàng, lại theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Nàng làm sao biết ta là người dưới tay lăng đại nhân? Chẳng lẽ là từ trong lời nói của đồng liêu ta cùng đại nhân hôm nay phái tới không lâu nghe được? hay nó đã được tìm thấy trước đó từ băng ri xa? Ở trong lòng Mã Đại Minh, Triệu Thanh đột nhiên thần bí đáng sợ gấp mấy lần, làm hắn không khỏi muốn buông tha chuyện giải huyệt này, lập tức bước ra rời đi. Nhưng chuyện thần bí đáng sợ hơn đã xảy ra, ngay trong thời gian Mã Đại Minh hơi ngây người suy nghĩ, trường đao bên hông hắn đã rơi vào trong tay đối phương. Thiếu nữ xoay cổ tay, chui đao của trường đao nhẹ nhàng điểm qua huyệt đại cốt trên lưng hắn, sau đó vẫn dán sát vào huyệt vị phụ cận đại đốt huyệt là tay chân tam dương đốc mạch chi hội nhất thân người yếu huyệt hơi dùng sức liền tay chân đều mềm lực khiến cho nặng thậm chí sẽ toàn thân tê liệt mã đại minh hiểu rõ lợi hại trong đó hoàn toàn không dám dãy dụ phản kháng muốn chạy phải không vậy để ngươi làm thêm hai chuyện triệu thanh nhẹ giọng nói thủ pháp độc môn kinh lực thấm vào huyệt đạo chỉ có ta mới có thể giải khai Mã Đại Minh là một người thường xuyên biểu hiện ra nghĩa khí của mình, cho nên có thể được Lăng Tri Phủ tín nhiệm, cũng có can đảm mạo hiểm nói chuyện, nhưng giờ này khắc này, lòng của hắn tự hồ nhiễm vài phần lãnh ý. Biểu diễn ra giảng nghĩa khí cùng giảng nghĩa khí chân chính không giống nhau, tự như đồng thau mạ vàng cũng không thể đổi được bao nhiêu tiền, nhất là trước mặt một chuyên gia đã nhìn thấu bề mặt ngụy trang của nó. Cho nên hắn nuốt một ngụm nước bọt, quyết đoán gật đầu. Giờ lành đã đến thức ăn đã lên hơn phân nửa một gã ăn mặc hoa lệ anh tuấn thanh niên dắt một gã đội mũ trùng đầu nhưng vẫn có thể nhìn ra tuấn tú phi thường nữ tử từ cửa sau đi vào đại sảnh không hề nghi ngờ một nam một nữ này chính là nhân vật chính của hôn lễ hôm nay vạn khuê và thích phương tuyệt đại đa số tân khách vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hai người này không khỏi nhao nhao tán thưởng trai tài gái sắc ông trời tác hợp vạn chấn sơn cao lớn khôi ngô đứng ở phía sau hai người vẻ mặt tươi cười nhìn nhi tử của mình cùng con dâu ngày sau mấy đồ đệ của hắn gõ chiên trống tỳ bộc đã sớm chuẩn bị tốt nhanh chóng chuyển qua hai cái bồ đoàn đặt ở trên đài gỗ chuyên môn dựng trong đại sảnh vạn khuê và thích phương liếc nhau chậm rãi đi về phía bồ đoàn cách đó không xa chuẩn bị tiến hành nghi thức bái đường khoan đã giọng nữ trong trẻo đè xuống gần ngàn người ồn ào náo động trong đại sảnh ở trong phòng không ngừng quanh quẩn. Tất cả mọi người hướng chỗ phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh tú thiếu nữ đẩy ra trùng trùng điệp điệp đám người, phi thân nhảy đến đại sảnh chính giữa trên đất trống. Tại mưu đồ nhiều năm đại sự sắp hoàn thành thời điểm quan trọng bị người khác cắt đứt, vạn khuê trong lòng tức giận đến cực điểm, nếu là không có người ngoại ở đây, theo hắn ngày xưa tính nết, sớm rút ra trường kiếm, kêu gọi các sư huynh để cùng nhau xông lên chém người nhưng giờ phút này tân khách đầy sảnh đường vạn chúng chú ý cũng không thể ở trong thành sĩ thân cùng giang hồ bằng hữu trước mặt biểu hiện ra chính mình xúc động dễ giận tư thái vì thế hắn cố nén lửa giận trầm giọng nói ra nếu không quan trọng xin chờ hai vợ chồng chúng ta hoàn thành bái lễ rồi nói tiếp vạn chấn sơn cũng mở miệng nói khuyển tử hôm nay thành hôn mong cô nương cho lão phu cũng cho các bằng hữu hôm nay tới chúc mừng một cái mặt mũi không nên chậm trễ hôn lễ ngày tốt giờ lành triệu thanh thản nhiên nói chỉ sợ hai người các ngươi không có mặt mũi này thích cô nương trước khi trở thành phu nhân của vạn khuê ngươi muốn biết chân tướng địch sư ca của ngươi bị người hãm hại vào tù sao vậy trước hết dừng lại thanh âm vang dội như câu đầu tiên truyền khắp mọi ngóc ngách trong phòng các tân khách đều chấn động thanh âm công lực thâm hậu đến tận đây vị cô nương này không thể nghi ngờ được xưng là một gã cao thủ. Mà một vị cao thủ chân chính, khả năng nói dối trước mặt mọi người cũng không lớn. Nói cách khác, đằng sau chân tướng địch sư ca bị bỏ tù này, rất có thể ẩn giấu vấn đề lớn đủ để chấm dứt cuộc hôn nhân của vạn thích hôm nay. Vì thế mọi người dưới đài lúc này bắt đầu đàm luận chuyện bác quái. Năng lực liên tưởng của người hành tẩu giang hồ tương đối phong phú, rất nhanh biên ra một chuỗi chuyện xưa, đem đám người địch vân, vạn khuê, thích phương đều nhét vào trong đó. Người đoán được đại khái chân tướng cư nhiên không ít. Thích phương cũng nghĩ tới đạo lý này. Nguyên bản nàng là hướng trong đại sảnh bằng gỗ đài cao đi đến, nhưng nghe được đoạn văn này, cư nhiên thật sự ngừng lại. Nàng xoay người, mở nắp đầu màu đỏ ra, một đôi con ngươi mờ mịt nhìn về phía triệu thanh. Đó là một bộ ánh mắt kỳ lạ phức tạp như thế nào, chờ mong, hoài nghi, thống khổ, sợ hãi, tâm loạn như ma, đều có bên cạnh sắc mặt vạn khuê đã xanh mét tiếng hô hấp dồn dập một trận còn hơn một trận tay phải của hắn gắt gao đặt trên chui kiếm cổ tay không ngừng khẽ run triệu thanh không có nhìn vạn khuê xấu xí chỉ là trả lời thích phương một ánh mắt thương hại liền bắt đầu dùng ngữ khí bình thản tự thuật ba năm trước vì chia rẽ ngươi và địch vân tám đại đệ tử vạn chấn sơn liên thủ diễn một vở kịch rốt cục đưa địch sư ca thành thật đôn hậu của ngươi vào đại ngục ngươi hẳn là còn nhớ rõ tình hình ngày đó đi địch vân cùng tiểu thiếp đào hồng của vạn chấn sơn ở chung một gian phòng đào hồng hô to cứu mạng nói địch vân trọng tiền tài của vạn gia hẹn nàng bỏ trốn còn muốn ô nhục nàng làm hái hoa tặc sau đó địch vân giải thích ở đại sảnh tri huyện nói hắn phát hiện có kẻ hái hoa vào phòng cứu người lại bị nói xấu nhưng cuối cùng bị cưỡng chế định tội danh ha ha là có người sâu khẩu cung mà thôi kẻ hái hoa là chu di và bốc thản giả trang kim khí bạc dưới giường địch vân là của ngô khảm đào hồng đã được vạn khuê dặn trước mà bọn họ hợp mưu tính kế như vậy mục đích chính là vì hôn lễ cử hành hôm nay thích phương chỉ kinh ngạc nghe ngơ ngác đứng ở đó dường như không có phản ứng gì cũng không biết là tin lời triệu thanh hay là không tin hết chương này